Dạ, mến chào cô chú anh chị đến kênh San Sài Gòn nha. Hiện tại bây giờ đêm nhạc của quán Ngân Sang Mì Vườn, anh Khương Dừa diễn ra ở sông Đồng, tỉnh Long An, 20 tây tháng 4. Cũng chuẩn bị đang diễn ra chứ nha, chuẩn bị diễn ra nha, nhưng mà khán giả vẫn vô nha. Đó, khán giả vô tấp nập luôn. Giờ đêm nhạc cũng chuẩn bị diễn ra. Rồi, dạ vô quá đông luôn. Đêm nhạc chuẩn bị diễn ra nha. Quá trời đông luôn. Có bán đồ không con? Nay gai hả? Cảm ơn con. Dạ dạ. Lâu mới có được nữa, bán mừng quá. Dạ. Uống gì không con? Lấy con ly cho tắt con. Thank you.
Quá trời khán giả vô luôn. Đây danh ca Châu Thanh vô cả nhà. Danh ca Châu Thanh với Châu Ngọc. Ngọc Miền Châu, xin lỗi Ngọc Miền Châu. Đông luôn. Kem ly, kem bánh mì, kem khói đặc biệt có ngon. Kem ly, kem bánh mì, kem khói đặc biệt có ngon. Kem ly, kem bánh mì, kem khói đặc biệt có ngon. Kem ly, kem bánh mì, kem khói đặc biệt có ngon. Kem ly, kem bánh mì, kem khói đặc biệt có ngon. Kem ly, kem bánh mì, kem khói đặc biệt. Xe cô ơi. Cái đoàn cái nhà luôn.
đặc biệt ngon ngon. Em đi cái bánh mì kem nói đặc biệt ngon ngon. Rồi giờ khán giả lại đông quá đông luôn. 80 luôn. Bây giờ hiện tại giờ đêm nhạc diễn ra giờ cả nhà nhưng mà khán giả vẫn vô nha, tấp nập luôn á. Quá đông luôn rồi, người tấp tập luôn. Chào cô. Lỡ cô tôi đâu đến đây coi nhạc hả cô? Tầm Du. Tầm Du mình hả? Cũng gần đây ha. Dạ. Bé dạ. Cô về đi với gia đình hả? Cô đi với cháu con. Dạ. À, chúc cô có một đêm nhạc vui vẻ ha. Dạ. Yeah.
Dạ. Dạ vô các đông luôn. Thank you.
sĩ á. Rồi, xin chào các sĩ. Dạ. Khán giả vô tấp nập luôn khi đêm nhạc diễn ra, đang diễn ra. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi nha. Cập nhật bà con cô bác tới để xem đêm nhạc. Xin hẹn video tiếp theo nha. Xin chào.